cái lỗi nhỏ nhỏ cả đúng không nào? Bởi vì là từ tuần trước cho tới bây giờ thì quả thực là rất là mệt mỏi bởi vì đống flashcard để gửi cho các bạn. Hiện tại bây giờ thì chỉ còn một vài bộ cuối cùng thôi, nhưng mà ngày hôm nay chị mới chính thức có thể làm một cái video clip để có thể giới thiệu cho các em về bộ flashcard thẻ ghi nhớ văn học của chị. Các em có thể nhìn thấy được không ạ? Đây chính là bộ thẻ ghi nhớ kiến thức ngữ văn. Và trong này thì chúng mình sẽ có kiến thức ngữ văn tạm thời của 8 tác phẩm chính ở trong chương trình ngữ văn lớp 12. Các em có thể nhìn thấy là nó khá là dày, nhưng mà đã được chị treo vào một cái chiếc dây rất là xinh xắn như thế này. Ý nghĩa của chiếc dây này là gì thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Chắc là các bạn cũng đang thắc mắc là vậy thì thẻ ghi nhớ văn học là cái gì? Các bạn thân mến, khi mà học tiếng Anh ấy, thì các em có thể thấy rằng là chúng ta có một cái bộ flashcard để các em học tiếng Anh ghi nhớ từ khóa rất là tốt. Và chị cảm thấy rằng là đối với môn ngữ văn, đây cũng là một môn khoa học, nó thuộc về khoa học xã hội. Thế nên là môn văn của chúng mình cũng hoàn toàn có thể sử dụng những cái phương pháp để cho cái việc học văn của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà chị đã sáng tạo ra một bản nhạc vô cùng xinh xắn và đáng yêu như thế này đây, thẻ ghi nhớ văn học. Ở trong này thì chúng ta sẽ có dẫn chứng, được không ạ? Chúng ta sẽ có dẫn chứng của từng tác phẩm một, đó là 8 tác phẩm trọng tâm cho chương trình ngữ văn lớp 12 các em nhé. Và chúng ta sẽ có những cái liên hệ. Đối với mảng thơ thì chúng ta sẽ có liên hệ rất là nhiều những cái đoạn thơ hay mà các em có thể sử dụng ở đây. Cả những cái kiến thức, những cái từ khóa về tác giả cũng sẽ được ghi lại ở trong một cái bộ nhỏ nhắn xinh xắn như thế này. Chị nghĩ rằng là đây sẽ là một cái bộ tài liệu rất là thú vị dành cho các em để các em có thể học văn dễ dàng hơn đấy. Đừng hỏi chị câu hỏi rằng là chị ơi vậy thì bộ flashcard này có giống với sổ tay văn học không? Tất nhiên là không rồi, bởi vì sổ tay văn học thì chúng ta trình bày một cách rất là rõ ràng khoa học về kiến thức của từng tác phẩm này, cách đầu dòng, sau đó thì triển khai thành bài viết, có rất là nhiều dạng đề ở trong đó nữa. Còn ở đây sẽ chỉ là dẫn chứng mà thôi. Thế nên đối với những bạn nào mà đang khó để học dẫn chứng ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bộ flashcard này để cho việc học văn của mình trở nên dễ dàng hơn các em nhé. Bao giờ cũng vậy, với mong muốn là giúp cho các bạn có thể học văn dễ dàng nhất có thể, chị đã cố gắng nghĩ ra nhiều thứ hay ho hơn và chị hy vọng nó phù hợp với các em. Hiện tại thì rất là nhiều bộ thẻ ghi nhớ văn học đã được chuyển đi rồi. Và các bạn ơi, đối với những bạn đã đặt rồi thì hãy nhanh chóng gọi là để ý đến chiếc điện thoại xinh xắn của mình một chút xíu. Tại bởi vì rất có thể ngày mai thì bên giao hàng sẽ giao cho các em để chúng ta có thể bắt đầu lao vào trận chiến này rồi đấy. Chắc hẳn rằng là các bạn đang tự hỏi tại sao chị bù dây như thế này. Bởi vì là các em hoàn toàn có thể tháo chiếc dây này ra và sau đó thì chúng ta sẽ cùng chơi với nhau. Bộ flashcard thẻ ghi nhớ này tiện dụng ở chỗ là các em có thể tháo rời ra và chúng ta có thể cùng với những người bạn thân của mình để có thể cùng học dẫn chứng rất là nhanh và rất là dễ nhớ. Còn về việc chơi trò chơi với flashcard như thế nào thì chúng mình sẽ cùng gặp nhau ở trong những cái video clip tiếp theo. Chị sẽ tiếp tục làm những cái video clip để hướng dẫn cho các bạn có thể học bằng thẻ ghi nhớ văn học của chị một cách tốt nhất nhé. Rất là vui và tự hào rằng đây là một trong số những sản phẩm mà rất là ít thầy cô giáo dạy ngôn ngữ văn có. Và chị rất tự hào về bạn nhỏ này. Chị cũng hy vọng các em sẽ cảm thấy vui và sẽ cảm thấy thú vị để việc học văn của chúng mình trở nên dễ dàng hơn. Cảm ơn các em vì đã theo dõi video clip này và hẹn gặp lại các bạn nhỏ của chị ở trong những video clip thú vị lần sau nhé. Bye bye.